chào cả nhà nha. Thì hôm nay tôi quay trở lại gốc cây sung này ha. Thì tôi cúng trả lễ ha, ở cái lọc mà tôi sinh con 23 luôn á cả nhà. Đó, thì trứng gà rồi tôi cúng chỗ cúng nè. Cái này chuối bữa giờ còn luôn cả nhà. Nhưng mà một trái cây mất rồi. Thì hai cây đằng cây mất, anh cây đằng cây. Còn trứng thì tôi bỏ vô đây nè cả nhà, trong gốc cây này nè. Không biết tấm hình nó cái gì vậy. Không biết tấm hình, không biết trứng còn không nha. Để coi. À cả nhà. Trứng hạ gần rồi. Đó, trứng lọc, cái lọc tôi sinh đó cả nhà. Còn ở trong nó không? Đó. Nè. Ở đây có mấy tấm hình nha. Cái gốc cây tự nhiên cái nó bị gì nè cả nhà, nó có cái lõm gì nè, như một cái miếu gì đó, đúng không? Thì ở đây người ta đồn là có cái ông tà, cục đá ông tà nằm tuốt ở dưới cả nhà. Người ta dục xuống sông thì tự nhiên qua bữa sau thì nằm lại vị trí cũ nha. Chào cả nhà nha. Thì hiện tại tôi đang quay trở về lại cái chỗ gốc cây sung ha, dưới cái miếu dưới dốc cầu ở cả nhà, để cúng trả lễ ha. Con 23-32 á, thì hôm đó tôi có nói ha, thì tôi có đọc con số đảo ha, còn tôi đọc là con 23-32, thì anh em nào cũng đảo hay đảo, thì tôi đã nói ra cái chỗ đó rồi, người ta đã đi giật giùm tôi ha, thì tôi bây giờ tôi phải quay trở về đó để cúng trả lễ cho người ta ha. Đó, thì bây giờ hiện tại giờ con đường đi lại cái chỗ đó rất là xa nha cả nhà, con đường nó vắng que nè cả nhà thấy không, không có cái nhà, không có bóng người luôn. Tôi không sợ, nói chung là quỷ tôi không sợ, sợ quỷ sống á, chặn xe tôi lại á. Cái đường này thì nghe nói người ta nói là cướp nha cả nhà, cướp như lắm là cướp nha. Thì hiện tại giờ có một chiếc xe đang xem kè tôi hoài luôn, để tôi coi tình hình sao ha. Nói chung thì đây xuống đó còn xa lắm, để có gì tôi xuống tới chỗ thì tôi quay cho cả nhà xem ha. Thì cả nhà có thương mến tôi, có xem kênh của tôi ha, thì hãy cho tôi một like ha, tại vì kênh của tôi giờ nó mất đề xuất đó cả nhà. Cho tôi một like và nhớ chia sẻ và đăng ký kênh ha. Kênh tôi giờ nó mất đề xuất đó mà cả nhà ơi, mất lượt xem á, mất lượt giỏi đó cả nhà. Thì cũng xong rồi, để coi tình hình của gì tôi xin lọc lại cho cả nhà ha. Thì bữa nay tôi có xin ở bên kênh Tâm Linh TV, tôi xin được 30 á, ở thằng thầy đâu để nhà tôi á, mà tôi nhà mẹ tôi cũng trả lời cho mời. Thì bây giờ tôi phải tranh thủ chạy xuống dưới đây lại cái miếu cây sung ha, lại cây sung dưới chỗ cái miếu dưới dốc cầu cũng trả lời nữa. Bây giờ là tối lắm nghe cả nhà. Đường rất là vắng nha. Thì cái cục đá ông tà đó cả nhà, tôi xin gia chủ đó nha nhà. Thì nói chung nó có kết quả rồi nha. Thì bữa đó tôi xin thì nói chung là qua bữa sau tôi mới đăng, thì nó đã có kết quả trước rồi ha. Thì tôi mới đăng lên đó, thì ổng rất là linh nha cả nhà, thì ổng cho ra ngay cái đầu luôn nha đó, ngay cái đầu luôn. Để tôi lựa ngày tốt rồi tôi sẽ xin ổng, xin lọc ổng ha, rồi đăng lên cho cả nhà ha, ai cũng có lọc có tài ha. Rất là vắng nha cả nhà. Tôi chạy nãy giờ gần 100 cây số đó cả nhà, mà vẫn chưa tới chỗ nữa nha. Đó. Còn khá là xa nha. Đường thì bây giờ vẫn tanh luôn cả nhà. Lâu lâu có một chiếc hai chiếc xe chạy qua. Ông tà, cục đá ông tà nằm tuốt ở dưới cả nhà, người ta dục xuống sông thì tự nhiên qua bữa sau thì nằm lại vị trí cũ nha. Đó, thì người dân ở đây người ta sống lâu năm, người ta kể tôi nghe gì đó, thì tôi cũng xin lọc ở đây cũng nhiều lần, chắc cả nhà cũng biết cây sung này ha. Đó,
cái gốc bự lắm nha cả nhà, cỡ 4-5 người ôm mới giáp được cái gốc này nha. Nè cả nhà thấy không, bự dữ lắm là bự đó. Thì nay tôi lại cũng trả lễ, tôi cũng xin lộc cho cả nhà ha, cũng mong là cả nhà ngày mai ai cũng có lộc có tài, tại vì hôm nay tôi đi đường xa cả nhà ha. Rồi tôi mua thiếu đồ rồi chỗ người ta đóng cửa ở nhà, thiếu với tiền vàng bạc nè, thì nói chung là mình mời người ta mình cúng trả lễ thì có chi mời người ta dùng đó ha. Thì tôi có mua trái cây đồ lại, thì mua được trái cây mà vô trong siêu thị mua cả nhà, ngoài chợ đóng cửa hết gáo luôn, tôi không ghé chợ đóng cửa hết gáo luôn. Rồi bây giờ không linh tinh tin gì nữa ha, bây giờ tôi sẽ xin lộc cho cả nhà dưới gốc cây sung này ha ha. Đó thì người ta đồn là ông tài hiển linh ở đây, thật sự là có thiệt nha cả nhà, cái gốc cây này linh lắm nha. Thì hồi đó có cái miếu ở đây nè, người ta nói có cái miếu nhưng mà không biết tại sao mà cái miếu mất tiêu rồi ha. Đó rồi bây giờ để tôi soạn đồ ra nha. Thì bây giờ tôi cũng soạn đồ hết nha cả nhà. Thì ở bên đây thì tôi xin ông khách dựng chứng nha. Đó thì bên đây thì tôi đốt 6 cây nhang nha cả nhà. Rồi bảy xuống dạng luôn. Bảy trứng luôn. Dạ bảy trứng này. Thì cái nhà xem chuối ha, coi kênh tôi đừng xả đừng tua nha cái nhà, tại vì nhiều khi tua qua tôi nói cái nhà không nghe ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con đem lòng thành kính đến đây xin trả lễ chư vị chân thành, chư vị chân thành ngũ đất này cùng các vị chiến sĩ ông bà cô bác và ngoài đây anh chị em ha. Nay cũng đến đây, đến thành kính nay cũng đến đây thánh tẩm đem lòng thành kính đến để trả lễ ha, như lời con được ước nguyện ha. Con xin được con cái lộc con 32, con 23, 32. Nay con lại đây con cúng trả lễ cho mấy ông ha. Có chi dùng đó ha. Nay con đem lại đây 3 quả trứng ha, và một trái cây, gồm trái cây ha, ngang đèn vụ ha, trứng. Xin chư vị chư thần ông ta cùng các vị ông bà cô bác quan ngoại ngũ đất này, các vị chiến sĩ chị em bộ đội trái gì con ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con đem con tinh thần chúng nhân đem lòng thành kính đến đây cũng trả lễ cho chư vị thần linh, chư vị sơn thần, ông tà cùng các vị chiến sĩ, anh chị em ông bà cô bác cũng hoạt ngụ tại đất này. Nay con đến đây đem lòng thành kính cúng trả lễ ha cho mấy ông bà ha, nhang để thắp đèn để sáng ha. Con đem lại trái cây ha, rồi trứng, rồi rượu, thuốc, nhang đèn thì đã sáng. Mời mấy ông về nhận dùm cho con ha, xin lỗi của con ha, con trả lễ. Chúng xin được cái lộc ha, vào ngày mai ở những dãy số từ 0 cho đến 9 cho con độ cho con, xin dựng đứng nha những cái quả trứng này lên đây ha. Con lấy lộc môi với đạo Phật môi. Thì nói chung thì
kênh của tôi hiện tại giờ nó đang mất đầy sức dữ lắm á cả nhà. Thì cả nhà thương mến tôi thì xem thì nhớ cho tôi một like ha, và đăng ký kênh, chia sẻ để mọi người biết ha. Nói chung là kênh tôi làm là để mình sinh lộc, tôi cũng chỉ muốn giúp cả nhà thôi ha. Tôi không có mà lên mà để mà xin tiền bạc gì cho của cả nhà ha. Thì cả nhà xem lại những cái clip của tôi, chưa bao giờ mà tôi lên mà tôi nói anh em nào mà lấy lộc của tôi rồi gửi cúng trả lễ với tôi, chưa bao giờ tôi nói vậy ha. Đó, còn về cái phần mà tôi nhân số tài khoản lên á, là trên kênh á, trên cái mục tôi đã ghim á, là anh em á kêu tôi, cô bác anh chị đồ á điện thoại cho tôi kêu tôi để số tài khoản lên đi, thì anh em nào hái lộc á thì nhờ cúng trả lễ giùm, chứ đâu có làm gì đâu, à chứ đâu có cho tiền cho anh đâu, người ta gửi cúng trả lễ giùm thôi. Đó thì tôi mới đăng lên ha. Thì mọi người đừng có nghĩ mà tôi đăng lên mà làm tiền bạc gì ha. Nói chung là tôi làm là muốn giúp cho cả nhà thôi. Thì những số tâm linh của tôi ai tin thì mình vào mình xem thì mình hái lộc, còn không tin thì mình xem giải trí nha. Đó, tại đây tôi nói rõ nha. Đó, tôi không có khuyến khích cả nhà mà cờ bạc này kia, không có nha. Ai tin thì mình vào mình hái lộc, còn không tin thì mình xem mình chơi giải trí vậy thôi ha. Thì bây giờ tôi xin phép dựng quả trứng đầu tiên lên ha, ở con số 0 nha. Cả nhà mình xem chú ý nha, số 0. Con số 0 đứng nha cả nhà. Tiếp quả trứng thứ hai, số 1. Số 2. Ông bà cô bác cái gì chiến sĩ ngủ ở tại đất này ha, chứ vị thần linh sơn thần cho con xin cái lộc vào ngày mai ha, những vị số từ 0 đến 9. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Số 2. Số 3. Thì con số 3 đứng nha cả nhà. Đây ha. Thì nay tôi không có đem giấy tiền nhà bạc theo ha. Thì tôi có chi thì tôi cúng mời ông bà cô bác ha, chứ vị chiến sĩ ở đây, các vị sơn thần ha, đậu địa ở đây, đây thì có chi thì nhận dùm con đó ha. Thì tôi xin được cái lọc con số 0 và số 3 nha cả nhà. Thì bây giờ tôi sẽ lấy cái viết tôi quạ lên ha, cho cả nhà mình xem rõ ha. Đây, số 0 trước nha cả nhà. Đó, số 0 nha. Số 3. Thì gấp lại. Đây là con 03 nha cả nhà. Ha, con 03 ha. Cả nhà mình chú ý ha. Bây giờ tôi để xuống đây. Tôi lấy quả trứng này. Cả nhà chú ý hai đứa thuốc ha, coi kìa. Nó tự nhiên nó phát sáng luôn á cả nhà. Đây, 03 ha. Đó, cái này là tôi gắp lại thành quả trứng rồi ha. Bây giờ tôi sẽ đập ở đây nha cả nhà. Đó, ngày mai cho mấy ông đậu nổ ra ha. 03 ha. Đó, mình dẹp gọn, mình giữ vệ sinh ha. Rồi, bây giờ tôi đem hai cái quả trứng này mình để vô đâu trong đây nha cả nhà. Để vô đây ha. Để vô đây. Để vô đó đi. Có người nha cả nhà. Thì cả nhà xem nè cả nhà, mặc dù là có gió nha, thấy không? Hai cái đèn cày có gió nhưng mà cái điếu hút nè cả nhà vẫn không rớt nha cả nhà. Đó. Thấy chưa? Cái nước này nó cong lại luôn nè, méo luôn nè. Đó cả nhà thấy không? Cho cái sự linh thiêng hiển linh của ông tà với chư vị sơn thần ở đây ha, các vị chiến sĩ ở đây ha. Đó. Thì tôi mới cúng trả lễ xong nha cả nhà. Đó. Cũng có ha xin lộc cho cả nhà rồi. Thì
Nói chung thì ai muốn đảo thì đảo ha. Cái số tôi đọc nãy con số 0, số 0, số 3 đó thì gấp lại là con 03, thì anh em nào muốn đảo thì đảo, còn không đảo thì thôi ha. Tôi không đọc số đảo nha. Đó thì anh em nào đảo thì đảo. Bây giờ tôi không đọc số đảo nha. Đó. Rồi, chào tạm biệt cả nhà ha. Chúc cho cả nhà ngày mai ai cũng đều có lộc có tài ha. Đó, vạn sự được như ý, phát tài phát lộc. Rồi. Chào tạm biệt cả nhà nha.